Vườn Quốc gia Cát Tiên là điểm đến tinh khiết trong mùa cúm Covid-19, nơi bạn được tự do hít thở bầu không khí đầy ắp oxy và hương hoa của đại ngàn, miên man gió lộng. Thành lập năm 1992, Vườn Quốc gia Cát Tiên trải rộng trên diện tích 71.350 ha, trong đó khu vực Nam Cát Tiên Đồng Nai chiếm 39.627 ha, Cát Lộc Lâm Đồng 27.530 ha và Tây Cát Tiên Bình Phước 4.193 ha. Ngày 10 tháng 11 năm 2001, Vườn Quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thứ 411 và là khu dự trữ sinh quyển thứ 2 của Việt Nam. Ngày 4 tháng 8 năm 2005, khu đất ngập nước Bầu Sấu của vườn được Công ước Ramsar công nhận vùng đất ngập nước quan trọng thứ 1499 của quốc tế và hiện là một trong 8 khu Ramsar ở Việt Nam. Hội tụ đầy đủ các vốn quý tự nhiên với 5 kiểu rừng: lá rộng thường xanh nửa lá rụng, hỗn rau gỗ tre nứa thuần loại và thảm thực vật đất ngập nước, cùng dòng sông Đồng Nai với nhiều thác gành ôm lấy mặt Đông Nam. Vườn Quốc gia Cát Tiên là sân chơi team building lý tưởng. Cách thành phố Hồ Chí Minh 150 km theo cao tốc Long Thành Dầu Dây và quốc lộ 20, bạn dễ dàng thiết kế chương trình chọn một ngày, điểm dừng cho hành trình đi Đà Lạt hay Phan Thiết qua Mê Pù. Do có kiểu rừng thường xanh và nửa rụng lá với 5 tầng tán, cây bụi dưới tán rừng không dày đặc lắm, bạn có thể thực hiện các chương trình team building theo format The Amazing Race hay chạy trạm trên các con đường du lịch xuyên rừng có phủ bê tông hay lát đá. Thử thách nhiều hơn, bạn có thể cắt rừng theo tọa độ GPS cho sẵn. Cảnh quan trong rừng tuyệt đẹp, khi thì đàn bướm bay lượn, khi thì những bóng nắng nhảy múa dưới tán rừng lao xao. May mắn hơn, bạn sẽ được chiêm ngưỡng điệu múa mê hồn của những chú chim công giữa sự lãng mạn hùng vĩ của đại ngàn. Trên các cung đường thử thách có nhiều cây đại thụ nổi tiếng như bằng lăng 6 ngọn, cây gõ ông đồng, cây tung với bạnh vẻ khổng lồ. Nhiều cung đường xe đạp từ vài km đến hàng chục km, từ đường đất đơn giản đến các con đường mòn lô nhô đá ba gian và dây leo hay cây bụi. Đi vào mùa mưa, bạn sẽ được trải nghiệm sự nhầy nhuộm của lớp đất hóa sét bám chặt vào đế giày hay bánh xe. Thả bè trên sông Đồng Nai cũng là một thử thách thú vị. Dòng chảy được các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn điều tiết và thời gian xả đập được thông báo trước nên dòng sông này êm quanh năm. Thác Trời và Thác Bến Cự là các trạm dừng chân cho thử thách chèo bè. Theo các tiêu chí của Eco Team Building, chương trình Team Building tại Vườn Quốc gia Cát Tiên không chỉ nâng cao tinh thần đồng đội hay truyền tải các thông điệp của nhà tổ chức. Qua chương trình, người tham gia còn nâng cao nhận thức về môi trường, thẩm mỹ, khoa học, kinh tế và góp phần bảo vệ thiên nhiên từ việc giữ lại chai nhựa để refill nước đến việc cẩn thận từng bước chân khi bước vào chốn nguyên sinh trong rừng. Hãy cùng Exotic Việt Nam khám phá!